Hàng ngàn năm trước, từ khi đế chế Noxus còn chưa ra đời, ở xa về phía đông, một vương quốc có tên là Camaver đã chịu sự thống trị của một tên bạo chúa Darkin Hắc Ám. Vị vua xứ sở đấy, vì muốn giữ được ngai vàng, đã gửi con trai cho tên Darkin như một hình thức cống nạp. Vị hoàng tử xấu số có tên là Vladimir. Phàm nhân chẳng khác gì loài súc vật dưới ách thống trị của tên bạo chúa, bởi thứ ma thuật mà hắn sở hữu, khả năng biến đổi da thịt và điều khiển máu, khiến chính cả sự sống cũng phải nằm trong quyền kiểm soát của chúng. Tin rằng mình khác biệt so với những tên phàm nhân khác và xứng đáng với những năng lực như thế, Vladimir đã trở thành người đầu tiên học được thứ ma thuật khủng khiếp này. Sự quyết tâm đã cho hắn một chỗ đứng trong lòng kẻ đã giam giữ hắn, quyền được luyện tập và sử dụng huyết thuật lên những chủng loài hạ đẳng theo lệnh tên Darkin. Dần dần, gã bạo chúa cảm thấy thích thú khi Vladimir có thể điều khiển đối tượng của hắn, tàn ác như chính những Darkin vậy. Để rồi sự suy tàn của lũ Darkin đến như một lẽ tất yếu, chúng bị bắt nhốt vào trong chính những vũ khí của mình. Tuy nhiên, tên bạo chúa chủ nhân của Vladimir lại chịu một kết cục khác. Hắn bị chính các bầy tôi của mình đứng lên lật đổ. Vladimir chính là kẻ đã tung đòn kết liễu, dù chẳng ai biết điều đấy ngoại trừ chính bản thân hắn. Sợ hãi, mù quáng, điên cuồng vì những gì đã học được, hắn hấp thụ đủ sức mạnh để tái tạo ra thịt, thứ có lẽ đã mục dũng từ lâu trong cuộc đời của một tên phàm nhân như hắn. Vladimir tồn tại theo dòng thời gian, có lúc xuất hiện, có lúc ẩn giấu để người đời quên đi danh tính của mình, và hấp thụ máu nhằm kéo dài sự sống. Hắn đã trở thành một con ma cà rồng bất tử. Hello anh em, đây là video thứ 2 trong series Hướng dẫn tướng của Cà phê Nhân phẩm. Trong video trước, mình đã chia sẻ của anh em về Victor, một carry 2 vàng với lối lên đồ đánh về led cực mạnh. Còn hôm nay chúng ta sẽ đến với một tướng mới, giá tiền rất thấp nhưng sở hữu khả năng carry từ đầu đến cuối game cực kỳ cứng cáp, đó là Vladimir. Nhắc lại một chút, trong nửa sau mùa 4, chúng ta đã được diện kiến bá tước ma cà rồng Vladimir trong đội hình cuồng giáo, hấp huyết. Khả năng tồn tại trong trận đấu của hắn là cực kỳ dai dẳng và đáng nể, đến mức mà đội hình Vladimir bất tử đã sinh ra để lấy hắn làm carry. Nhưng sang đến mùa này, Vladimir đã không còn như cũ. Hắn mất đi khả năng hồi máu cho đồng đội, tuy nhiên vẫn giữ lại được chiêu thức hút máu bá đạo. Vậy thì giờ đây, khả năng carry của hắn có còn như xưa không? Liệu có còn là Vladimir bất tử? Feel the life drip away. Cà phê Nhân phẩm hiện đã có fanpage và cả TikTok. Anh em cờ thủ nhớ follow qua đường link dưới phần mô tả để tăng thêm nhân phẩm mùa mới nha. Trong mùa 5, Vladimir có giá 1 vàng với hai tộc hệ là ma sứ và tái tạo. Bản chất ma sứ sẽ cho hắn một cái khiên bảo hiểm, đồng thời tăng mạnh sát thương. Trong khi đấy, tái tạo lại cung cấp khả năng hồi máu rất đáng nể, có thể xem là ngang ngửa với giáp máu phiên bản cũ. Với 6% máu hồi phục, một con Vlad 3 sao có thể hồi lại hơn 120 máu mỗi giây, chưa kể đến việc hắn ta có thể hút máu thêm. Và nếu máu đã đầy thì lượng hồi phục này sẽ chuyển thành mana, rất tiện dụng. Từ đấy Vladimir có thể sống sót trong những giờ phút ngặt nghèo nhất để có thể tiếp tục làm giàn chắn. Thông qua đấy hắn trở thành quân bài thu hút sát thương rất đáng nể. Cần nhớ, Vladimir 2 vàng trước đây có tác dụng hộ công nhiều hơn. Còn giờ đây, khi chỉ có giá 1 vàng, hắn dễ dàng lên 3 sao và khiến các đối thủ vô cùng bất lực trong việc tiêu diệt. Dù rằng sát thương của Vladimir thông qua kỹ năng truyền máu không còn như trước, tuy nhiên với sự xuất hiện của các trang bị mới, thì giờ hắn có thể gây đam thậm chí còn ghê gớm hơn rất nhiều, mà khả năng chống chịu cũng không hề suy giảm một chút nào. Với tất cả những lý do đấy, đã đến lúc anh em nên quan tâm đến con carry 1 vàng của chúng ta. Và nếu may mắn mang đến một con Vladimir 3 sao trong giai đoạn đầu, đã đến lúc anh em nên xây dựng đội hình xoay quanh nó rồi đấy. Đội hình đầu tiên mình muốn đề xuất cho anh em đó là tái tạo Tiên Hắc Ám, gồm Vladimir, Lissandra, LeBlanc, Morgana, Nocturne, Ivern và Heimerdinger. Khi lên cấp 8, chúng ta bỏ thêm một thuật sĩ vào để tăng cường thêm sức mạnh. Chúng ta cũng có thể dùng Soraka thay cho Heimerdinger trong trường hợp không tìm ra quân carry 5 vàng này. Tuy nhiên hiện tại thì Soraka bị tranh khá là nhiều nên chúng ta sẽ khó đưa cô ta lên 3 sao được, mà 2 sao thì lại rất khó carry. Đội hình này đặt nặng trọng tâm vào khả năng gây sát thương của Vladimir, cho hắn nhận buff của Tiên Hắc Ám, đồng thời đứng đầu chiến tuyến. Morgana sẽ phụ gây khống chế để ngắt mạch cây đam của đối thủ, tạo điều kiện cho Vlad có thời gian hồi phục trở lại. Khả năng câu kéo thời gian của đội hình này là rất lâu, và trong thời gian đấy, Heimerdinger có thể tích đủ mana để khiến bé rồng khạc lửa với một lượng sát thương cực kỳ bùng nổ.
Để chơi đội hình này, quan trọng nhất là đầu game chúng ta phải có đủ đồ cho Vladimir để gánh team giai đoạn đầu. Nếu đồ chuẩn thì chúng ta thừa sức tích lũy tiền để lên 8, roll lấy Heimerdinger. Ngoài ra trong trường hợp nhặt được nhiều đồ vật lý thì có thể bỏ cho Nocturne để nó gánh team. Chúng ta dừng lại ở level 8 nên đây cũng là thời điểm phù hợp nhất để roll Morgana và Nocturne 3 sao. Đội hình thứ hai sẽ dựa vào ma sứ nhằm giữ cho Vladimir được an toàn nhiều hơn. Chúng ta có Vladimir, Soraka, Morgana, Lee Sin, Ivern, Teemo và Darius. Chúng ta dùng Morgana và Lee Sin vì chúng là những quân ba vàng có sức mạnh ổn về cuối game, đồng thời có thể gây hiệu ứng bất lợi cho đối thủ để câu kéo thời gian tốt hơn. Nếu mà không tìm được Darius, anh em có thể thay bằng Daina hay Aphelios cũng được. Chống chịu chủ chốt của chúng ta vẫn là Vladimir, trong khi Teemo và Heimerdinger là các sát thương rất lớn ở dàn sau, có thể thổi bay cả đội hình địch. Khi kích được 4 ma sứ, chúng ta sẽ có lượng khiên tương đương 60% máu và nhận thêm 30% sát thương, cho phép Vladimir sống sót ngay cả khi bị đối thủ dồn sát thương. Chỉ cần không dính khống chế, hắn lại hút máu và hồi lại máu, khiến đối phương vô cùng bất lực. Lượng khiên cũng đồng thời bảo đảm cho Lee Sin và Morgana có thể dùng được chiêu mà không chết quá sớm. Ngoài ra, trong trường hợp không có Heimerdinger hay Teemo 2 sao, anh em có thể chuyển hướng đánh hẳn 6 ma sứ ở cấp 9, cũng rất là ngon nhé. Bây giờ cùng đến với thứ làm nên sức mạnh cho Vladimir, đó chính là trang bị. Chúng ta cũng có hai hướng xây dựng khác nhau tùy việc đồ đạc rơi ra như thế nào. Đầu tiên, nếu nhặt được nhiều gậy quá khổ và nước mắt, hay hướng đến quyền trượng thiên thần và quyền trượng ác ma. Có thể là hai quyền trượng thiên thần, một quyền trượng ác ma hoặc ngược lại. Lối lên đồ này rất mạnh ở đầu game, với lượng máu hút vô cùng nhiều, cũng như trận đấu càng kéo dài thì hắn càng mạnh. Máu của Vlad có thể lên đến 8.000, 9.000, trong khi đó sát thương mỗi lần hút máu sấp xỉ 2.000 và hồi máu cũng gần con số đấy. Với cái quyền trượng ác ma, Vladimir sẽ tăng số máu tối đa của hắn lên. Và như thế thì mỗi giây nội tại tái tạo sẽ cho phép hắn hồi được nhiều máu hơn. Tuy nhiên điểm yếu là nó không mang lại khả năng chống chịu với giáp và kháng phép. Nên càng về sau, khi đối thủ có sát thương sốc, thì Vlad có thể chết khá sớm mà chưa kịp tích đủ sức mạnh. Trong khi đấy, lối lên đồ thứ hai sẽ mất đi sát thương từ kỹ năng, nhưng bù lại có lượng chống chịu cực kỳ ghê. Chúng ta sẽ dùng vuốt rồng, giáp gai lởm chởm và quyền năng hắc ám. Với giáp và kháng phép lên đến hơn 250, Vlad rất khó bị tiêu diệt, đồng thời có thể tích số từ quyền năng khổng lồ để gây sát thương chuẩn với đối thủ. Tuy vậy, do không có sức mạnh phép nên hắn hút máu không được nhiều cho lắm. Bộ trang bị này phù hợp để đi cùng đội hình ma sứ, tận dụng lượng khiên và sát thương để bù cho những gì đã mất. Về ưu điểm, khả năng chống chịu rất ghê, dễ dàng lên 3 sao, tận dụng tốt các trang bị mới. Về nhược điểm, rất sợ các hiệu ứng khống chế dồn liên tục, yếu thế cho các hiệu ứng vết thương sâu, sợ lượng sát thương lớn và liên tục như của Draven. Ok, đó là tất cả những gì anh em cần biết về lối chơi Vladimir bất tử. Mình chắc chắn nếu anh em lên được đủ bộ trang bị chân phái và kích được 4 tái tạo, Vladimir sẽ là một carry vô cùng đáng tin cậy. Hãy thử nghiệm vài lần rồi mang vào xếp hạng để xem tác dụng của nó lớn đến đâu nhé. Đừng quên like, share và subscribe nhằm giúp cà phê nhân phẩm được nhiều người biết đến hơn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!